Thưa quý vị và các đồng chí, trong các ngày 12 và 29 tháng 11, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 23 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 5 gói ma túy tổng hợp dạng khay có trọng lượng khoảng 8,5 gram và 5 triệu 400 ngàn đồng. Vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 12 tháng 11 tại nhà số 3 Hùng Chương, phường 4, thành phố Vũng Tàu, đồn biên phòng Bến Đá phối hợp với công an phường 4, thành phố Vũng Tàu đã bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú 30/25, Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Vũng Tàu và Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1999, trú tại phòng trọ số 3, nhà không số, hẻm 115 Lê Lợi, phường Thắng Dì, thành phố Vũng Tàu, đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một gói ma túy tổng hợp dạng đá và 200.000 đồng. Khám xét trên người Phúc, lực lượng chức năng thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 5,5 gram và 1.600.000 đồng. Qua lời khai của đối tượng Phúc, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồn biên phòng Bến Đá đã ra quyết định tạm giữ người khẩn cấp đối với đối tượng Đoàn Thanh Phú, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú Tân Long, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp, để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11, tại phòng trọ số nhà 38/16/4A Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với đồn biên phòng Chí Linh và công an phường 8, thành phố Vũng Tàu tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hồng Phúc, sinh năm 1999, trú tại phòng trọ số nhà 38/16/4A Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 23 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 5 gói ma túy tổng hợp dạng khay có trọng lượng khoảng 3 gram, một điện thoại di động và 3.800.000 đồng. Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.